Chúng ta đã hoàn tất chương thứ 12 của Luca và bây giờ thì chúng ta qua chương thứ 13. Và chúng ta thấy rằng có những điều dạy dỗ mà có lẽ chúng ta không thể đi qua một cách nhanh từng phân đoạn một, nhưng mà tôi muốn rằng chúng ta chú tâm vào trong những bài học mà Chúa muốn dạy dỗ chúng ta ở trong từng phân đoạn ở trong lời của Chúa. Ở trong câu thứ 3, Chúa Giêsu nói rằng ta bảo các ngươi, không phải chúng ta sẽ, tôi sẽ nói đến những vấn đề mà Chúa nói rằng không phải. Nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy. Cái điểm quan trọng ở trong buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ chú tâm đến đó là ăn năn hay là hư mất. Chúng ta cần ăn năn cái điều gì ở trong bước đường theo Chúa của chúng ta? Chúng ta cần ăn năn cái gì ở trong cuộc đời của chúng ta? Và xin Chúa dẫn dắt chúng ta để rồi chúng ta sẽ hiểu lời của Chúa trong buổi sáng hôm nay. Từ câu 1 tới câu 5, cũng lúc ấy có mấy người ở đó thuật cho Đức Chúa Giêsu nghe về việc Phi-lát giết mấy người Galilê, lấy huyết trộn với của lễ họ. Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng: các ngươi tưởng mấy người đó vì chịu khổ nạn dường ấy có tội lỗi trọng hơn mọi người Galilê khác sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải. Song nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. Hay là 18 người bị tháp Siloe ngã xuống đè chết kia, các ngươi tưởng họ có tội lỗi trọng hơn mọi kẻ khác ở thành Jerusalem sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải. Nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy. Dân sự của Chúa thời bây giờ, chúng ta thấy rằng họ cũng đóng hộp Chúa. Họ đưa ra những cái sự tin tưởng như là cái thuyết nhân quả. Chúng ta làm điều lành thì chúng ta sẽ gặt những cái điều tốt lành. Chúng ta làm những điều ác thì chúng ta sẽ đối diện với lại những cái quả báo của những điều ác của chúng ta. Cái việc suy nghĩ của họ đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời không có bị đóng hộp giống như là cái nhiều người tưởng rằng chúng ta phải làm một cái số những cái điều gì đó thì là chúng ta nhận được cái sự phước hạnh, hay là chúng ta phải làm một cái số điều gì đó thì chúng ta được cái sự thành công trong bước đường thì theo Chúa. Nhưng mà Chúa không bị đóng hộp vào ở trong những cái tư tưởng của chúng ta. Mà chúng ta thấy rằng Chúa dạy đi cho dân sự của Chúa thời bấy giờ cũng như là chúng ta. Mà chúng ta thấy ở trong phần đầu, chúng ta biết rằng Phi-lát là một vị quan thống đốc của La Mã, được chính quyền của đế quốc La Mã cử đến vùng Palestine để cai trị ở trên cái vùng này. Và chúng ta thấy rằng trong cái chính sách của nhà cầm quyền thì có nhiều khi nó bị ngược lại với lại cái sự suy nghĩ và nhất là cái sự cực đoan của dân chúng cũng như là cái tôn giáo thời bấy giờ ở tại Jerusalem.
Trong sử sách thì ghi lại có nhiều cái chính sách cai trị của Phi-lát đã đưa đến cái sự xung khắc với lại những nhà công quyền, tôn giáo cũng như dân sự của Chúa ở trong thành Jerusalem. Tại thành Jerusalem thì chúng ta biết rằng trong đền thờ thì sử dụng rất là nhiều nước để cho cái vấn đề sửa soạn của lễ cũng như là dâng những của lễ. Và trong thành Jerusalem thì chúng ta cũng thấy rằng những thầy tôn giáo, những người lãnh đạo tôn giáo, những người thuộc về dòng dõi Lê Vi là những người lo đi cho đền thờ của Chúa, những thầy tế lễ vân vân cư ngụ ở trong thành Jerusalem. Và Phi-lát muốn dùng tiền của đền thờ để rồi đem một làm xây dựng cái hệ thống nước sạch từ ở ngoài thành đem vào ở trong thành đi cho dân chúng. Và để có cái ngân khoản làm cái điều đó thì Phi-lát đã trưng dụng tiền của đền thờ để làm cái dự án đó. Và tôi không biết rằng là cái sự đồng ý ở giữa các thầy tế lễ, những người cai quản đền thờ cũng như Phi-lát như thế nào, nhưng mà sau đó thì đem đến cái sự xung khắc và có nhiều cái cuộc nổ loạn của dân chúng nổi lên. Và có những cái cuộc nổ loạn thì quan án Phi-lát đã thẳng tay đàn áp những người chống đối lại chính quyền và đưa ra cái sự thương tích ở trong những cái việc giải quyết bằng quyền lực như vậy. Và chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu ở trong chức vụ của Ngài thì Ngài cũng phải đối diện với lại nhiều điều, cũng giống như hậu thánh của Chúa ngày hôm nay. Chúng ta thấy rằng họ nhắc đến những cái việc của quan án Phi-lát làm để muốn làm một cái cuộc cách mạng lật đổ đế quốc La Mã đi ra khỏi xứ sở của họ. Họ nói đến cái sự vi phạm của chính quyền vào trong vấn đề tôn giáo và đem đến cái sự kích động để cho dân chúng muốn nổi dậy chống đối chính quyền. Và chúng ta thấy rằng nhiều hậu thánh của Chúa ngày hôm nay cũng đang ở trong những cái sự khó khăn. Khi mà chúng ta đứng ở trên lời của Chúa thì nó không có ở dưới cái sự thuận phục của chính quyền. Và khi chúng ta theo cái chính sách hay là cái luật lệ của chính quyền thì chúng ta thấy rằng nó lại gặp khó khăn với lại những cái luật lệ của tôn giáo. Mà vì vậy chúng ta thấy rằng con cái thật của Chúa, chúng ta phải đứng ở trên lời của Chúa. Lời của Chúa dạy chúng ta cái điều gì và chúng ta phải thuận phục ý của Chúa hơn là chúng ta muốn làm vừa lòng cái tổ chức của tôn giáo hay là chúng ta muốn làm vừa lòng cái tổ chức của chính quyền. Mà vì vậy lời Chúa phải đặt trên luật lệ của giáo hội và của chính quyền. Ở đây thì chúng ta thấy rằng họ có một cái quan niệm, họ đưa ra những vấn đề ở đây mà Luca là một sử gia ông ta ghi lại. Điểm thứ nhất là có một số người đi đến Jerusalem để mà thờ phượng Chúa, thì bây giờ trong cái cuộc nổ dậy đó thì họ đã bị chính quyền La Mã áp đặt ở trên họ và máu họ đã đổ ra, rồi huyết của họ đã trộn chung với lại những cái của lễ dâng lên Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta cũng thấy
Họ cũng nêu ra một cái sự kiện thứ hai, đó là tháp Siloe. Tháp Siloe đây thì chúng ta có nhiều người thì nghĩ rằng ở thành Jerusalem thì có một cái tháp của người La Mã gọi là tháp Anthony, để mà giữ cái trật tự đi cho những người đến thờ phượng Chúa ở trong thành Jerusalem. Nhưng mà không phải là cái tháp đó. Tháp Siloe, có nhiều học giả kinh thánh thì cho rằng đây là cái hồ Siloe mà chúng ta thấy rằng khi Chúa chữa lành mắt đi cho người đuôi đó, thì Chúa nói rằng hãy đến và rửa mắt, Chúa lấy bụt đắp vào ở trong mắt của người đuôi đó, và Chúa nói rằng hãy đến ao Siloe để rửa mắt ở tại đó thì được sáng. Và ở trong xung quanh cái ao đó, phải gọi là cái ao, là tại vì tôi có dịp tiện đến ở trong tháp Siloe đó, thì là thấy nó chỉ là một cái ao nhỏ gần thành Jerusalem. Và ở người ta nói rằng là trước đó thì xung quanh cái ao Siloe đó nó có 5 cái vòm cung, và nhiều người bệnh thì thường đến nằm đó. Và người ta cho rằng cứ mỗi lần mà nước của cái ao nó động lên thì cái người nào bị bệnh nhảy xuống trước thì cái người đó sẽ được chữa lành. Và chúng ta thấy rằng có một ông bạn nằm đó 38 năm và ông không bao giờ có thể là cái người mà được xuống cái hồ trước để rồi được cái sự chữa lành. Nhưng mà ông gặp Chúa Giêsu và Ngài đã chữa lành đi cho cái người bạn đó. Và buổi sáng hôm nay tôi cũng thưa với quý vị rằng quyền năng Chúa vẫn còn tồn tại ở trong ngày hôm nay. Ngài có thể chữa lành đi cho chúng ta khi mà chúng ta tìm đến với Ngài và xin cái sự chữa lành của Chúa. Chúa chữa lành đi cho chúng ta có khi trực tiếp qua sự cầu nguyện của một con cái của Chúa hay là tôi tớ của Chúa. Ngài cũng có thể chữa lành đi cho chúng ta qua một cách, qua những cái phương cách khác nhau. Mà chúng ta thấy rằng đối với cái người mù mà đi rửa mắt ở tại ao Siloe đó, thì Chúa đã lấy buồn để mà làm chất xúc tác, Ngài xức lên mắt của cái người đó. Chúa nhổ nước miếng ở trên buồn, ở trên đất, rồi Ngài quậy lên và Ngài xức vào ở trong mắt. Và chúng ta thấy rằng cái người đó đã vâng phục Chúa, nghe theo lời của Chúa. Mặc dầu thì khi mà chúng ta đọc cái câu chuyện, chúng ta thấy rằng nó không có lý chút nào hết, mà nó cũng không có vệ sinh đúng cái tiêu chuẩn vệ sinh mắt của chúng ta, mà Chúa nhổ nước miếng rồi Chúa lấy buồn, Chúa sức. Nhưng mà cái điều đó dạy dỗ đi cho chúng ta, Chúa cũng có thể chữa lành chúng ta qua những cái chất xúc tác, là buồn, là thuốc men hay là bác sĩ. Nhưng mà vấn đề là Chúa chữa lành theo cái mục đích của Chúa, theo cái phương cách của Chúa, chứ không phải rằng là chúng ta cứ ngồi đó chúng ta đòi Chúa phải chữa lành theo ý của chúng ta. Và có nhiều người thì cực đoan đến nỗi xin Chúa chữa lành rồi không đi bác sĩ, rồi cũng không chịu uống thuốc. Và chúng ta thấy rằng những cái sự cực đoan theo ý của chúng ta nó không thể nào có thể giúp đi cho chúng ta. Nó cần phải có sự cộng tác giữa quyền năng của Chúa và cái sự vâng lời theo ý chỉ của Chúa đối với lại chúng ta. Và vì chúng ta thấy rằng có nhiều cái lý thuyết ngày hôm nay nghe thì nó rất là sướng tai, nhưng mà nó không đúng. Mà chúng ta thấy rằng ngày hôm nay thì người ta bị ảnh hưởng bởi nhiều cái lý thuyết khác nhau. Có những người thì cho rằng đời sống của tôi, thân thể của tôi muốn làm cái gì thì tôi làm. Và đó là
cái lý thuyết mà gọi là ảnh hưởng trong cái lý thuyết nhân bản, humanism. Rồi có nhiều người thì nghĩ đến bất đường đi theo Chúa hay là những cái điều gì mà Chúa dạy dỗ không thể làm theo lời của Chúa dạy. Chúa dạy rằng trước hết phải tìm kiếm nước Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì sau đó Ngài sẽ ban đi cho chúng ta những điều khác. Tất cả những nhu cầu trong đời sống của chúng ta, Chúa ban đi cho chúng ta những cái điều đó. Nhưng mà chúng ta ảnh hưởng bởi cái lý thuyết nhân bản và chúng ta nghĩ rằng cái lý thuyết thế tục hóa đó, chúng ta nghĩ rằng những cái gì mà mắt thấy, tai nghe nó phải quan trọng, nó phải là ưu tiên hàng đầu đi cho chúng ta. Mà vì vậy mà chúng ta thấy rằng chúng ta đã để Chúa ở hàng thứ yếu, thay vì Chúa đòi hỏi chúng ta phải để Ngài ở hàng chính yếu trong cuộc đời của chúng ta. Và vì vậy chúng ta thấy rằng cuộc đời theo Chúa của chúng ta nó rất là dài dòng, nhưng mà nó không có kết quả gì hết. Và có nhiều cái lý thuyết nữa mà Phaolô nói rằng chúng ta cần phải cảnh tỉnh, đừng để những cái lý thuyết nó dẫn dụ chúng ta vào trong những con đường sai lầm và làm chúng ta mất đức tin ở trong bước đường theo Chúa của chúng ta. Ngày hôm nay thì có nhiều người rất là cực đoan với lại cái lý thuyết nhân quả, bởi vì nó đúng với lại cái sự suy tưởng của con người, nó đúng với lại những cái lý thuyết của những tôn giáo, nhất là người Việt Nam của chúng ta bị ảnh hưởng nhiều ở dưới những cái lý thuyết của Phật giáo, thì cho rằng tất cả những cái điều mà không có vừa lòng, những cái điều mà những cái tai nạn hay là tất cả những điều khổ mà chúng ta phải đối diện bởi vì cái nghiệp của mỗi người, và cái nghiệp đó thì nó đưa đến cái quả báo. Ở trong con cái của Chúa và nhiều người đi theo Chúa lâu năm thì cũng bị cái sự ảnh hưởng đó. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm những cái điều gì đó hay là người khác làm cái điều gì đó sai lầm, cho nên họ mới ở trong cái sự khổ nạn. Mà vì vậy có cái lý thuyết phúc âm thịnh vượng ra đời và ảnh hưởng trong hậu thánh của Chúa. Và chúng ta cũng phải cần ăn năn những cái điều sai lầm đó. Sách Hebrew, Chúa đã giải bày đi cho chúng ta vì Chúa sửa phạt người Ngài yêu thương. Khi chúng ta đối diện với những sự khó khăn, những sự bệnh hoạn ở trong thân thể của chúng ta, hay là đối diện với những tai nạn xảy đến, giống như là những người Galilee, họ đi bộ cả hàng trăm dặm từ phía bắc của xứ Palestine đi xuống Jerusalem để rồi muốn thờ phượng Chúa, muốn dâng những của lễ đi cho Chúa, nhưng rồi đến thì là bị cái vòm cung của tháp Siloe đó sập xuống đè chết. Và có nhiều người thì nghĩ rằng ô, cái tai nạn đó xảy đến bởi vì mấy ông này, mấy ông phạm tội gì nặng với là Chúa, đi cho nên là Chúa đoán phạt họ. Hay là những người mà bị Phi Lát giết chết khi mà họ dâng những cái của lễ lên đi cho Chúa, họ đến trong nhà của Chúa để thờ phượng Chúa, dâng của lễ đi cho Chúa, họ bị cái sự hình phạt, bị cái tai nạn như vậy. Đó là bởi vì họ làm những cái điều gì đó không đúng và họ bị cái quả báo. Nhưng mà Chúa nhắc nhở cho dân sự của Chúa hãy ăn năn, bởi vì Chúa muốn đi cho chúng ta biết rằng tất cả mọi điều xảy ra trong đời sống của chúng ta
phải theo ý của Chúa. Nếu Chúa cho phép thì cái điều đó nó xảy ra. Mà khi Chúa cho phép bởi vì Ngài muốn dạy đi cho chúng ta một cái điều gì đó. Trong cái kinh nghiệm hầu vì Chúa của tôi thì tôi biết rằng là có nhiều người không bao giờ muốn tìm kiếm Chúa. Miệng thì hớn cái là trời ơi, trời ơi. Ăn cơm trời, uống nước trời, thở khí trời, tâm sự đều nhờ trời. Nhưng mà thờ phượng Chúa, thờ phượng trời thì chúng ta muốn bỏ ngoài tai. Và rồi thì Chúa cho có những sự kiện, có những sự đau yếu, có những điều khó khăn xảy đến trong cuộc đời của họ, làm đi cho họ có thì giờ. Bây giờ hồi trước thì chạy theo những cái điều vật chất, đi làm 2-3 job, không có thì giờ để mà suy nghĩ đến cái ông trời mà mình cứ mở miệng ra mình kêu mỗi ngày. Nhưng mà khi bệnh hoạn xuống nằm một chỗ thì lúc đó mới suy gẫm tìm biết được rằng mình từ đâu mà đến. Và cảm ơn Chúa, qua những sự khó khăn, qua những sự thử thách đó thì là Chúa đã đem họ đến với lại Chúa. Và chúng ta thấy rằng có nhiều người thì cứ nghĩ rằng ô, cuộc đời tôi suôn sẻ, cuộc đời tôi luôn luôn gặp những sự may mắn, gặp những sự thành công thì tôi có phước hơn người khác. Nhưng mà tôi cũng xin thưa với quý vị rằng cần ăn năn cái điều mà quý vị đang suy nghĩ. Chưa chắc. Hay là Chúa nói rằng là không phải. Bởi vì có nhiều khi có những cái sự khó khăn xảy đến trong cuộc đời của chúng ta mà Chúa muốn dùng những cái điều đó để cảnh tỉnh chúng ta. Để rồi qua những cái sự khó khăn đó chúng ta kinh nghiệm, chúng ta biết được tình yêu của Chúa và chúng ta đến với lại Chúa, nối lại cái mối liên hệ với lại Chúa, được cái sự cứu rỗi. Nó quý báu hơn là những cái giờ phút mà chúng ta chịu đựng ở trong cái sự đau khổ. Nó quý hơn là những cái giờ phút mà chúng ta đối diện với lại những sự khó khăn, hoạn nạn ở trong cái sự đau buồn đó. Nó đem đến cái sự ích lợi đi cho chúng ta. Cho nên xin Chúa dẫn dắt giúp đỡ đi cho chúng ta. Chúng ta cần phải đi từng bước với lại Chúa. Đừng bao giờ nghĩ rằng là chúng ta đi qua mặt Chúa. Hay là đừng có bao giờ chúng ta nghĩ rằng mọi người đều suy nghĩ như vậy và tôi suy nghĩ như vậy là đúng. Có nhiều người thì nghĩ rằng ô, cái người hầu vì Chúa phải là cái người có ơn, cái người phải có tài, cái người phải như thế này, như thế kia, vân vân. Nhưng mà khi tôi suy gẫm đến cuộc đời của vua David, có thể nói rằng ông là một trong những vị vua mà đầy ơn của Chúa, đẹp lòng Chúa. Chúa vừa lòng với ông. Và có thể nói rằng qua cái cuộc đời của vua David thì ông tranh chiến bao nhiêu trận và Chúa đã ở cùng ông và ông đã đem dân tộc của ông đến một cái sự thắng lợi. Nhưng mà rồi thì chúng ta thấy rằng khi ông muốn xây đền thờ của Đức Chúa Trời, ông sắm sửa hết mọi vật liệu, vàng, bạc, đồng, cây cối, vân vân, nhưng mà Chúa không cho phép. Theo cái ý của chúng ta thì chúng ta nghĩ theo ý của chúng ta. Nhưng mà cái vấn đề cho phép hay là không, đó là việc của Đức Chúa Trời. Cho nên
Xin Chúa dẫn dắt giúp đỡ đi cho chúng ta. Không phải vì chúng ta tài ba, không phải vì chúng ta giỏi giang, không phải vì chúng ta là cái người có học thức, không phải tại vì bất cứ cái điều gì từ nơi chúng ta, mà chúng ta lên mình và nghĩ rằng Chúa phải dùng tôi, Chúa phải sử dụng tôi. Nhưng mà tôi ước mong rằng mỗi chúng ta khi được Chúa sử dụng thì chúng ta nhận biết một điều là bởi ân điển của Chúa mà chúng ta được Chúa sử dụng ở trong bất cứ một cái công việc nào ở trong hội thánh. Khiêm nhường, hạ mình để rồi vâng phục Chúa ở trong cái điều mà Chúa giao phó đi cho chúng ta. Một cái ảnh hưởng truyền thống lâu đời mà chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải ăn năn, đó là khi mà chúng ta đến với một hội thánh nào thì chúng ta muốn rằng được tất cả mọi người tôn trọng chúng ta, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta là một người tài ba, chúng ta là một cái người hiểu biết, chúng ta phải được người khác tôn cao và chúng ta phải có cái địa vị, được cái sự tôn trọng. Bèn không thì chúng ta quay lưng, chúng ta lìa bỏ. Nhưng mà cái vấn đề nó không phải là chúng ta có được tôn trọng ở trong hội thánh của Chúa hay là không. Điểm thứ nhất là chúng ta đến với một cái hội thánh thì chúng ta biết rằng cái đặc ân đi cho chúng ta, được Chúa sử dụng chúng ta, được hiệp với anh chị em của chúng ta trong sự thờ phượng Chúa đó. Và cái điểm thứ hai, chúng ta cần tìm kiếm Chúa. Chúa đang muốn dùng chúng ta ở trong cái địa vị nào, ở trong cái chi thể nào, ở trong hội thánh của Chúa. Chứ không phải rằng là chúng ta muốn làm cái gì hay là chúng ta muốn ở trong cái địa vị nào ở trong hội thánh. Cho nên một cái mà tôi khi mà đi những cái đại hội đó, họ tân bốc ông này lên làm Billy Graham Việt Nam, ông kia làm Billy Graham Việt Nam, ông này là diễn giả nghĩa là quốc tế vân vân. Tôi lắc đầu, tôi nói rằng nó quá ấu trĩ trong sự hiểu biết lời của Chúa. Cho nên tôi xin thưa với hội thánh rằng quý vị là những người đang ngồi ở đây trong buổi sáng hôm nay, Chúa đưa quý vị đến hội thánh này, gia đình của quý vị đang sinh hoạt ở giữa hội thánh này. Điểm thứ nhất mà chúng ta cần cảm ơn Chúa bởi ân điển của Ngài là một cái đặc ân đi cho chính mình con, đã được Ngài sử dụng, dùng con ở trong thân thể của Chúa, ở tại hội thánh địa phương ở đây. Đừng bao giờ có một cái thái độ sai lầm đến ở trong một hội thánh rồi xong rồi nghĩ rằng là mình sẽ là cái người mà hội thánh thờ phượng mình, thay vì mình hiệp với hội thánh để rồi thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng cao cả, đấng lớn lao. Cho nên chúng ta không thể lấy cái kinh nghiệm của chúng ta để mà suy nghĩ rằng bởi vì cái điều gì sai lầm từ nơi những người mà đang ở trong những cái sự khó khăn. Chúng ta biết những cái sự khó khăn của anh chị em của chúng ta để rồi chúng ta nâng đỡ họ, chúng ta cầu nguyện đi cho họ, chúng ta an ủi họ. Chứ không phải rằng là chúng ta chỉ trích và chúng ta cho rằng họ là những người cần có ăn năn. Chúa nói chúng ta là những người cần có cái sự ăn năn, nếu không thì chúng ta cũng ở trong cái tình trạng hư mất như vậy. Cho nên quý vị đang ở trong tình trạng đau ốm, quý vị đang ở trong cái tình trạng khó khăn về tài chính, quý vị đang ở trong bất cứ một cái vấn đề gì, đối diện với một cái nan đề nào trong cuộc đời của mình,
Thì xin Chúa nhắc nhở chúng ta rằng không phải Chúa đoán phạt chúng ta. Chúa nói rằng bây giờ không còn sự đoán phạt nào ở cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng mà bởi vì Ngài yêu thương chúng ta, cho nên Ngài nắng chúng ta, Ngài sửa, Ngài bẻ chúng ta theo ý muốn của Ngài, để rồi chúng ta xứng đáng để được làm con trai, con gái của Chúa. Chúa sửa phạt người Ngài yêu thương. Những ai nhận làm con thì Ngài cho roi, cho vọt. Sau khi Giăng Báp-tít bị tù, thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giê-xu bắt đầu ra giảng tin lành. Chúa ra giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Ngài phán, giờ đã trọn, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần. Các ngươi hãy ăn năn và tin nhận tin lành. Cái chữ ăn năn đi trước cái sự tin nhận tin lành. Chúng ta sẽ học biết cái chữ ăn năn nó như thế nào. Chúng ta thấy rằng cái thời của Job, thì những người bạn của Job cũng suy nghĩ như vậy. Khi thấy Job đang ở trong cái hoàn cảnh khó khăn, tài sản tiêu tan hết, con cái bị cái tai nạn và mất hết 10 đứa con, thì Elipha đã đến và khuyên với Job rằng anh hãy suy xét lại. Có bao giờ người vô tội bị chết mất không? Ở nơi nào người ngay thẳng lại bị tiêu diệt? Anh hãy suy nghĩ lại đi. Cái điều gì đó đã không đúng ở trong cuộc đời của anh, và bây giờ anh đang gặp cái quả báo. Và chúng ta biết rằng ai cần phải ăn năn. Elipha là cái người mà chỉ trích Job, cần phải ăn năn cái điều suy nghĩ sai lầm của mình. Người bạn khác, Bindad, ông nói rằng nếu anh trong sạch và ngay thẳng thì ngay bây giờ Ngài sẽ che chở anh và khôi phục địa vị công chính cho anh. Dù ban đầu anh nhờ anh nhỏ mọn tầm thường, nhưng tương lai anh sẽ vô cùng rạng rỡ. Nếu anh trong sạch và ngay thẳng, nếu anh làm đúng thì anh sẽ không có ở trong cái sự hoạn nạn như vậy đâu. Và chúng ta thấy rằng xét đoán, kết án một người khác, kết án anh chị em của mình, thì chúng ta thấy rằng chúng ta cũng phải cần cái sự ăn năn ở trong đó. Người Mỹ rồi thường nói rằng chúng ta không có ở trong cái đôi giày của người khác, cho nên chúng ta không có thể hiểu được những cái điều gì, những cái gai gốc, những cái điều gì khó khăn ở trong cuộc đời của họ. Và vì vậy khi gặp những sự khó khăn của anh chị em của chúng ta, chính chúng ta cần phải có cái sự ăn năn, để rồi chúng ta có thể nâng đỡ, chúng ta có thể cầu thay, chúng ta có thể chia sẻ, chúng ta có thể giúp đỡ những người ở trong sự hoạn nạn. Có bao giờ chúng ta làm những cái công việc của Chúa? Tôi biết là quý vị gặp những người phung lần nào chưa? Hay là quý vị gặp những người chết lần nào chưa? Có một lần kia thì tôi đi ra ở cái trại phung ở ngoài miền Trung với lại một số những sinh viên ở người Phi Luật Tân đến để mà thăm viếng cái trại phun. Và tôi thấy những cái người phun đó, da của họ bị chảy mủ ra,
Và khi đi vào ở trong những cái trại phun như vậy ấy, thì là tôi rất là trùng bước, bởi vì sợ rằng mình có thể bị lây những cái bệnh như vậy. Và lâu ngày đó thì là nhiều người đã mất những cái lóng tay lóng chân, rồi có nhiều người thì cụt tay cụt chân vân vân. Và khi nhìn đến những cái cảnh tượng như vậy thì làm đi cho tôi rất là chùn bước. Tôi về và cả một năm sau thì mỗi lần mà dị ứng hay là cái gì mà thấy cái tay chân nó ngứa ngứa chốc, ồ chết rồi, mình phải đi tới mấy cái nhà thương phun để khám thử có phải rằng là mình bị lây bệnh phun hay là không. Nó ám ảnh đến cái nước như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu của chúng ta rất là kỳ diệu. Khi Chúa gặp một người phun thì Chúa làm gì? Chúa đặt tay lên cái thân thể của người đó, thân thể của người phun, để rồi có thể thông cảm, có thể cảm thông và có thể chữa lành đi cho cái người phun đó. Và chúng ta mang được cái tâm tình của Chúa khi chúng ta có thể đến với những anh chị em đau yếu của chúng ta, những người đang đau yếu bệnh hoạn, và chúng ta có thể ngồi với họ để rồi nghe những cái tâm sự họ đang phải đối diện, để rồi chúng ta có thể xin Chúa giúp đi cho họ, chữa lành đi cho họ. Chứ không phải là để chúng ta chỉ trích, chúng ta chê bai, chúng ta xét đoán họ. Nếu mà chúng ta ở trong cái tình trạng là chúng ta đã bị cái sự ảnh hưởng của một lý thuyết sai lầm nào đó mà chúng ta xét đoán anh chị em của chúng ta, thì chúng ta cần ăn năn và xin Chúa tha thứ cái tội lỗi đi cho chúng ta. Cũng giống như là Elipha hay là Bình Đát, xin Chúa dẫn dắt giúp đỡ đi cho chúng ta. Người Việt Nam của chúng ta nói rất rất là đúng, suy nghĩ rất là đúng. Thiện ác đối đầu chung hữu báo. Nhưng mà nó không phải là ở trong cái thì hiện tại, bây giờ, ở trong cái thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Mà cái ngày mà chúng ta sẽ đối diện với Chúa của chúng ta ở trong cuối cái cuộc đời. Và vì vậy xin Chúa đừng để đi cho chúng ta xét đoán anh chị em của chúng ta quá sớm. Matthew cũng cho biết rằng từ lúc ấy Chúa Giêsu bắt đầu ra giảng rằng các ngươi hãy ăn năn vì vương quốc thiên đàng đã đến gần. Qua phần 2, để dạy dỗ cho dân sự của Chúa, thì Ngài kể đi cho họ một cái ẩn dụ. Mà chúng ta thấy rằng sách Luca có thể nói rằng ghi lại nhiều cái ẩn dụ hơn là bất cứ những cái phúc âm nào khác. Chúa Giêsu nói như thế này, Ngài lại phán thí dụ này. Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy. Bạn nói cùng kẻ trồng nho rằng, kìa đã 3 năm nay, ta đến hái trái nơi cây vả này mà không thấy. Hãy đốn nó đi, cớ sao nó choáng đất vô ích. Kẻ trồng nho rằng, thưa Chúa, xin để lại 5 này nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào, có lẽ về sau nó sẽ ra trái, bằng không Chúa sẽ đốn. Ở đây thì chúng ta thấy rằng Chúa nói đến dân Do Thái, và Chúa cũng nói đến chúng ta là những người đã được Chúa cứu. Cây vả được ông chủ vườn trồng ở trong vườn của ông.
cái vả tượng trưng đi cho dân Do Thái. Và ở đây Chúa nói rằng Chúa trồng cây vả đã 3 năm rồi. Có nghĩa rằng là Chúa đến và Ngài hầu việc ở giữa dân sự của Chúa đã 3 năm rồi, nhưng mà không có một kết quả nào hết. Họ theo Chúa để ăn bánh, có. Họ theo Chúa để được chữa bệnh, có. Họ theo Chúa để nghe những cái lời Chúa giảng, nhưng mà rồi họ không hạ mình ăn năn để rồi có thể bước đi theo Chúa. Ngày hôm nay tôi cũng xin Thánh Linh của Chúa cảnh tỉnh chúng ta. Có những người không phải là chỉ ở trong hậu thánh của Chúa 3 năm thôi, mà tôi biết cũng cả 30-40 năm rồi. Nhưng mà có một cái vấn đề, đó là chẳng có kết quả gì hết. Cái cây chỉ toàn là lá không mà không có sinh trái. Và chúng ta cần phải biết một điều là ý chỉ của Chúa phải được có kết quả, phải được đường trái, chứ không phải là để chúng ta ngồi để mà choáng chỗ ở trong nhà thờ. Nếu mà quý vị nào mà nghĩ rằng là quý vị là thành viên của hội thánh này mấy chục năm rồi, nhưng mà rồi thì không có kết quả, không có có cái trái nào hết đó, thì quý vị cần phải ăn năn trong buổi sáng hôm nay. Phaolô cũng nói với hội thánh Côlôse, tín lành này đang kết quả và phát triển trên khắp thế giới, cũng như giữa anh em, từ ngày anh em đã nghe và hiểu ân điển thực sự của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng khi mà Chúa tạo dựng nên loài người của chúng ta đó, thì chúng ta thấy rằng Chúa nói rằng hãy sinh sản, làm đầy dãy đất. Và chúng ta thấy rằng chúng ta bị ảnh hưởng bởi nhiều cái triết lý. Ngày hôm nay chúng ta nghĩ rằng miễn là chúng ta có mặt ở trong sáng Chủ nhật, miễn là chúng ta là những người xem lễ là đủ. Nhưng mà tôi xin thưa với quý vị rằng nếu mà quý vị suy nghĩ như vậy đó, tin Chúa bao nhiêu năm nay rồi mà quý vị không thấy một cái quả nào trong đời sống của mình đó, thì buổi sáng hôm nay cũng là cái dịp tiện để cho quý vị ăn năn. Bởi vì Chúa nói rằng tín lành phải được kết quả và phát triển, chứ không phải ngồi yên tại chỗ. Hay là Chúa cũng nói rằng không phải bất cứ ai nói với ta lạy Chúa đều được vào vương quốc Đức Thiên Đàng đâu, nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Có nhiều người thì đi theo Chúa bao nhiêu năm rồi thì có cái câu nói được thay đổi. Trước khi biết Chúa thì cái gì cũng trời ơi, trời ơi. Nhưng mà sau khi tin Chúa rồi thì họ đổi cái câu trời ơi đó thành lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, hớ cái gì thì cũng lạy Chúa tôi. Cho nên Chúa nói là không phải ai nói với ta rằng lạy Chúa đều được vào vương quốc Đức Thiên Đàng đâu, nhưng mà chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Buổi sáng này ý muốn của Chúa đối với quý vị là điều gì, là như thế nào? Quý vị đang ở trong cái tình trạng tiến bộ và kết quả đi cho Chúa, kết quả như thế nào? Ở trong Kinh Thánh dạy đi cho chúng ta một cách rất là rõ ràng, ở trong Côlôse đoạn 1 từ câu 9 đến câu 10 đó. Kết quả về sự hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời, Chúa đang đặt để tôi ở tại hội thánh Đa Ra, và ý muốn của Ngài đang sử dụng tôi
để làm cái gì trong hội thánh của Ngài? Chúa không cần chúng ta đến để rồi chùi đi cho những cái hàng ghế nó bóng hơn, hay là làm phai đi cái vạt ni, mà rồi thì là mấy chục năm phải giác ghế ra để mà đánh vạt ni lại rồi đánh bóng trở lại. Mà cái mục đích chúng ta đi tới trong nhà của Chúa, chúng ta phải kết quả và chúng ta tiến bộ trong sự hiểu biết và ý muốn của Ngài. Muốn hiểu biết ý muốn của Chúa và mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng, thì chúng ta phải đặt cái ưu tiên ở trong sự học hỏi lời của Chúa. Quý vị vắng mặt hay là quý vị cứ trốn học lời Chúa hoài á, thì là chắc chắn là quý vị không thể nào tăng trưởng, quý vị không thể nào tiến bộ, quý vị không thể nào có thể hiểu biết được ý muốn của Chúa Trời, và quý vị không thể nào có được mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng được. Vậy xin Chúa dẫn dắt giúp đỡ đi cho chúng ta suy nghĩ, ăn năn những cái điều mà Chúa muốn dạy bảo đi cho quý vị trong buổi sáng hôm nay, để rồi chúng ta hiểu theo ý của Chúa. Phaolô nói với hội thánh Colosse, nói rằng vì thế từ ngày nghe được điều này, chúng tôi không ngưng cầu nguyện cho anh em, xin Đức Chúa Trời ban cho anh em sự hiểu biết tường tận về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh, để sống một cách xứng đáng cho Chúa. Chúng ta không biết lời của Chúa, chúng ta không hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, thì chúng ta không thể nào sống một cách xứng đáng đi cho Chúa, không thể nào đẹp lòng Chúa hoàn toàn, và cũng không thể nào kết quả ở trong tất cả việc lành và tăng trưởng trong sự hiểu biết của Chúa Trời. Cho nên quý vị đang ảnh hưởng ở trong cái lý thuyết nhân bản, ở trong cái thời đại của chúng ta, ảnh hưởng ở trong cái những lý thuyết thế tục hóa. Mục sư, ông giết chiên, giết dê hay là đãi tiệc đồ gì đó là có mặt tôi. Nhưng mà ông đãi thức ăn thuộc linh, ông đãi lời Chúa thì tôi trốn, tôi tránh. Và cái đó là cái lý thuyết của thế gian. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, chúng ta phải hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời và phải tăng trưởng. Mà vì vậy, tôi xin thưa với quý vị, để quý vị ăn năn là quý vị vắng mặt ở trong sự học hỏi lời Chúa đó không phải là cái chuyện bình thường, không có gì hết. Tất cả mọi người làm thì tôi cũng làm. Nhưng mà quý vị đang có vấn đề, vậy xin Chúa dẫn dắt giúp đỡ đi cho chúng ta, để rồi chúng ta không phải lấy nghe làm đủ, mà cũng không phải rằng là nghe để rồi bực mình, ông Mục Sư Phước cứ nhắc đi nhắc lại tuần nào cũng vậy. Mà xin Chúa cho chúng ta có thể làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ cái hột giống tin lành mà nó gieo ở trong đất đó, tức là trong lòng của chúng ta đó, thì không phải một hột nó lên một hột, mà chúng ta thấy rằng cái hột mà ở trong đất tốt đó thì một hạt được 100, hạt được 100 thì kể như là có mùa gặt lớn rồi, hạt thì được 60, hạt thì được 30, ít nhất cũng được 30 hạt. Quý vị tin Chúa bao nhiêu năm rồi, quý vị đếm là mình sanh trưởng được mấy hạt? 5 hạt, 3 hạt, 1 hạt, hay là không có hạt nào hết. Vậy xin Chúa dẫn dắt giúp đỡ đi cho chúng ta, để chúng ta hiểu được ý của Đức Chúa Trời, ý muốn của Đức Chúa Trời.
Có nhiều người nghĩ rằng, ô, mục sư biết không, tôi là tín đồ cội đây, tín đồ lâu năm, tín đồ. Có nhiều người thì cho tôi biết là, mục sư biết không, tôi tin Chúa từ khi mà tôi còn ở trong bụng mẹ luôn. Tin Chúa ba bốn đời vân vân. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Phaolô ông nói như thế này: thưa anh em, tôi không nghĩ rằng mình đã đoạt được rồi, tức là hiểu biết được ý của Chúa, làm theo ý muốn của Chúa, có cái sự khôn ngoan, sống ở trong đường lối của Chúa đã đạt đến đích. Mà Phaolô là một người mà gọi là một sứ đồ, là một người rất là thông thái, một người rất là hiểu biết, người rất là được ơn của Chúa. Nhưng tôi cứ làm một điều, quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích và theo đuổi để đoạt giải và sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus. Đoạt những cái giải gì? Tôi nghe có nhiều khi thì tôi cũng rất là nản. Nhất là khi mà tôi coi cái cùng phim Tết vừa rồi đó, của các hài kịch Việt Nam. Tôi không có muốn đả kích thần tượng của quý vị. Tôi nghĩ trong đó có Vân Sơn, Bảo Liêm, Việt Hương rồi gì đó. Đóng kịch làm ông bà Táo, đi lên trên thiên đàng thấy gặp Chúa. Ông già đã mấy chục ngàn năm tuổi rồi, ăn được cái ngủ miết rồi. Mà trúng cái tuổi già cũng đang sắp đến với lại tôi nghĩ rằng, ôi, Chúa mệt mỏi giống mình quá. Rồi thì cũng gặp vợ của Thượng Hoàng, bà cũng sợ, nghĩa là xệ chỗ này, xệ chỗ kia rồi. Thấy rằng sao mà những người, những tá quân ở trên, dưới đất lên mà nó đẹp đẽ hơn mình, nó vui hơn mình. Và cái đó cũng là cái sự dụ dỗ của ma quỷ và nghịch lại với lại cái sự lừa dối của ma quỷ. Con người cứ luôn luôn nghĩ rằng có thể xây dựng một cái thiên đàng ở trên đất này, hạnh phúc, phước hạnh hơn là cái thiên đàng mà Chúa đang hứa đi cho chúng ta. Nhưng rồi á, xây xong được cái cây trụ điện, người ta nói cái cây trụ điện mà nó có chân thì nó cũng chạy khỏi cái thiên đàng của con người. Và nếu mà thiên đàng mà nó buồn bã, mà nó nhiều người ở trong hậu thánh cũng nói vậy, tôi thấy tôi cũng chán nản, tôi cũng không muốn chờ đợi cái thiên đàng làm cái gì. Đi lên đó rồi Chúa bắt hát miết vậy thôi. Chúng ta cần cái sự khôn ngoan của Chúa. Đừng để ma quỷ nó lừa dối chúng ta. Nếu mà đi địa ngục nó vui dữ như vậy đó, thì là Chúa không phải đến thế gian này để rồi Chúa chết vì tội lỗi của chúng ta, để rồi Ngài cứu chúng ta đem vào cho trong nước thiên đàng. Mà nếu mà thiên đàng mà nó buồn bã dữ như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng những cái trái vui mừng, những cái sự bình an, tình yêu thương, sự phước hạnh, cái sức sống của con người của chúng ta đến từ đâu? Đến từ Chúa, là nguồn của sự sống, là nguồn của sự vui vẻ, là nguồn của tình yêu thương, là nguồn của sự bình an. Mà vì vậy xin Chúa đừng để đi cho chúng ta bị lừa gạt. Ma quỷ nó tấn công
chúng ta đủ mọi cách. Mà chúng ta xin Chúa dẫn dắt giúp đỡ chúng ta cần phải đứng ở trên lời của Ngài. Và buổi sáng hôm nay tôi xin thưa với quý vị rằng, quý vị cũng như chính mình tôi, chúng ta chưa xong cuộc chạy đua của chúng ta. Chúng ta chưa có đến đích. Chúng ta không thể khoanh tay, chúng ta không thể ngồi yên. Để rồi làm mòn ghế nhà thờ. Mà chúng ta thấy rằng như Phaolô nói rằng ông đang tiến tới trước, quên những điều ở đằng sau. Ông chạy để mà đoạt được giải về sự kêu gọi của trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus. Nếu quý vị người nào mà nghĩ rằng là lên thiên đàng chỉ có ngồi đó hát không á, thì tôi xin thưa rằng Phaolô nói đến có những cái mão triều thiên mà Chúa đang dành để cho chúng ta ở trong thiên đàng. Cái mão của sự vui mừng, cái mão của sự công chính, đây là những cái phần thưởng đi cho chúng ta. Cái mão sự sống, cái mão vinh hiển, cái mão không hư mất. Và tôi mong là một ngày nào đó thì tôi sẽ chia sẻ với Hội Thánh về những cái mão triều thiên này mà chúng ta sẽ nhận được từ nơi Chúa. Buổi sáng nay chúng ta cảm thấy phước hạnh khi mà ban trung niên đã ngáp ngáp rồi bây giờ sống lại đó, lên trong sự hướng dẫn chương trình hát hò rồi đem đến cái sự phước hạnh đi cho Hội Thánh. Thì chúng ta biết rằng ở trong thiên đàng Chúa cũng cho chúng ta cái đặc ân để mà được hầu việc Chúa, để được tham dự vào ở trong cái sự hầu việc Chúa như chúng ta đang hầu việc Chúa ở trong Hội Thánh đây. Cho xin Chúa dẫn dắt giúp đỡ đi cho chúng ta. Thiên đàng nó không có phải là giống như là mấy danh hài của Việt Nam, nghĩa là không có biết gì về triết lý, về thần học, dốt nát về kinh thánh, về lời của Chúa mà chúng ta lại tin. Chúng ta cần học hỏi lời của Chúa, trở lại với lời của Chúa, để rồi chúng ta cảm thấy cuộc đời theo Chúa của chúng ta nhận được sự phước hạnh trong bước đường chúng ta đi theo Chúa. Thì chúng ta cùng đứng lên, mọi người hướng lòng về Chúa với cả tấm lòng của chúng ta. Thưa với Chúa trong buổi sáng này, Chúa ơi, con có những cái sai lầm trong bước đường đi theo Chúa của con, những sự suy nghĩ của con trong bước đường đi theo Ngài. Chúa ơi, xin Chúa giúp con cảnh tỉnh những sự suy nghĩ của con, để rồi con có thể ăn năn những điều đó, con bước đi theo Ngài.